Thưa mọi người, đây là bộ nồi Fissler Profi Original, hàng sản xuất tại Đức. Thì bộ nồi này gồm 4 nồi và 1 chảo. Thứ nhất đây là chảo không chống dính này, chảo inox kích thước là 24 cm. Thì mọi người có thể dùng chung cái vung với cái nồi 24 cm. Thì nồi Fissler này thì điểm đặc biệt của nó là gì? Các bộ nồi Fissler cao cấp thì sẽ có đáy gọi là đáy scoopta. Đấy, nó có được về mặt hình dáng thì nó được đặc trưng bởi cái các hình hoa thị này. Đáy scoopta thì sẽ cái độ dày của nó là 5 cm, trong khi đó các bộ nồi Fissler khác như Fissler Bond này thì chỉ là 3 cm thôi. Và cái đáy này nó sẽ giúp cho nó tản nhiệt rất là tốt, nấu sẽ không bị cháy, nó điểm đặc biệt nồi Fissler. Hai tay cầm này cũng rất là chắc chắn, trông cách điệu và mỏng manh như này, nhưng mà một người lớn có thể đứng trên hai cái quai này mà không có hề ấn gì. Và chỗ này, những chỗ này đều là tay cầm chân không cách nhiệt này, tức là nó có một lớp chân không ở đây để các bạn nấu không nóng cũng không bị nóng lên đây, mặc dù có thể là bếp ga, nấu bếp ga cũng không bị nóng. Vung của Fissler được thiết kế rất là kín. Đây, ở đây các bạn không thấy có cái lỗ thoát hơi, không có lỗ thông hơi. Cái này rất là kín và nó chặt nên là nấu sẽ tiết kiệm năng lượng và nấu nhanh hơn. Một bộ nồi thì sẽ gồm nồi 24 cm này, nồi 20 cm này, nồi này cũng 20 cm mà một cao một thấp, nồi 16 cm và chảo chống dính. Nồi dập nồi Made in Germany. Dập nồi Made in Germany. Bằng thép khung dỉ 18/10.